Rồi, hello anh chị em ha. Hôm nay mình xin gửi tặng đến một anh chị em một công cụ mà anh chị em mình chỉ cần kéo vào và sau đó thì nó sẽ tự tắt từ từ SLTP cho chúng ta. Không phải là nó nhập SLTP nha anh em. Công cụ này hay ở chỗ là chúng ta sẽ nhập số tiền. Đó, chúng ta đỡ phải tính toán những nhức đầu. Khá là tiện lợi. Đây, mình công cụ này nói chung là khi mình kéo vào nó rất là gọn gàng, kéo vào thì nó sẽ chốt lời chốt lỗ theo số tiền mà mình mặc định. Một, mình sẽ nói anh em cách cài đặt nó như thế nào, rất đơn giản, không có ảnh hưởng gì hết, nói chung là rất vô cùng đơn giản thôi. Rồi cái thứ hai là hoạt động, cách hoạt động và xử lý nó như thế nào. Ok, thì bây giờ chúng ta vào phần 1 ha. Đấy, phần 1 chúng ta vào thôi. Đấy, phần 1 thì chúng ta lên Telegram. À, chúng ta gõ vào cái channel của mình Billion USD channel ha. Đó. Thì các anh em cứ gõ Billion USD channel á, còn đây là một cái nhóm khác thôi. Rồi anh em download nó về, sau đó anh em bấm sau in, bấm vào đây là download về này. À, nếu chưa download là nó có dấu mũi tên ở đây, chúng ta bấm vào nó download. Sau đó chúng ta bấm sau in folder. Đấy, rồi chúng ta bấm Ctrl C. À, đó, chúng ta bấm Ctrl C, Ctrl V gì đó. Đó, rồi chúng ta copy nó vào đấy, đây, đây ha. Đó. Chúng ta rồi chúng ta vào MQL4 đấy, chúng ta vào effect đó, rồi chúng ta copy nó vào. Đó, ok đấy, rồi sau khi copy nó vào rồi thì chúng ta vào trong khu vực MQL4, chúng ta Ctrl N đấy, ok không, chúng ta vào effect. À, xin lỗi, là trước đó chúng ta phải bấm chữ làm mới cái đã, làm mới cái đấy, rồi chúng ta vào effect, hoặc là nếu như anh em nào mà chuyển nó sang tiếng Việt rồi thì thằng này nó có chữ robot ha, robot hoặc là chữ AI gì đó. Đó rồi chúng ta thử nha, chúng ta kiếm nó, kiếm cái tool đóng lệnh đó, đấy cái công cụ đóng lệnh đâu rồi mà tiêu đời. À, đây cái tool. Đây là một cái tool nha anh em. Tool như nó là robot cho nên mình chúng ta cứ cấp vào robot thôi. Quá nhỉ. Đây, đóng lệnh dương theo số tiền đây. Đó, đây ha. Đấy, đóng lệnh dương theo số tiền, kéo nó vào. Rồi, Ctrl N mình sẽ kéo vào. Ha. Mình sẽ kéo cái tool nữa vào cho anh em xem nha. Đấy, tương lai mình sẽ chia sẻ cho anh em nhiều tool hơn, anh em cứ theo dõi mình, và ráng trong tháng này mình lên được 5k sub là mình sẽ tặng cho anh em miễn phí rất nhiều thứ. À đấy, để cho anh em tẹt ga luôn. Tool ồ, ở đây trong dịch nha cơ. Đấy, tool thì thật ra nó là robot thôi anh em, mình gọi tool nhưng mà nó là robot nha. Đây, đóng lệnh theo số tiền. Đó, ok không? Đấy, anh em vô đây thì nó là con robot nha, anh em cũng bấm vào allow live trading nè. Rồi ở đâu DOL import. Đấy. À, rồi. Thì nó là robot nha anh em, thì anh em mình vẫn bấm như bình thường. Thì cái này chính là cho phép giao dịch trực tiếp nè. À, hoặc là và cho phép import, cái import là cho phép nhập cái file DOL. Nói chung mình nhanh nick ở chỗ này. Đó, mình translate in tiếng Việt là vậy đó, mà không biết có đúng hay không thôi. Đó. À, chứ mình phần mềm của mình toàn là tiếng Anh thôi. Đấy, rồi ok, kéo vào. Ủa, kéo rồi đấy. Rồi ok nha. Rồi bây giờ nè, mình sẽ thị phạm sẵn cho anh em coi. Đấy, vào trong input, đây nó có hai dòng thôi. Đó là lợi nhuận chấp nhận để mình thoát và lỗ chấp nhận để mình thoát. Lỗ thì mình để số âm để anh em nhớ là lỗ bao nhiêu đấy, âm bao nhiêu đấy, đơn vị tính bằng đô nha anh em. Tiền đô. Đó. Rồi, ví dụ nha. Ví dụ như mình muốn là 5 đô là mình thoát được rồi. Và lỗ thì cũng lỗ 5 đô thôi, ví dụ vậy ha. Lỗ mình lỗ 4 đô thôi đi. Đấy, ok không, lỗ 4 đô để cho nó ăn hơn xíu đó. Ok cái đấy, đấy nội dung nha, nội dung sơ sơ như vậy thôi. Rồi ok. À, đây, ở đây thì chúng ta muốn chốt bao nhiêu, đây là tính bằng đô nha anh em. À, tính bằng đô đó. Đấy, chúng ta muốn là lợi nhuận bao nhiêu thì đóng và lỗ bao nhiêu thì đóng luôn đó. Thì thông thường nhé, thông thường là ví dụ chúng ta muốn là lợi nhuận là 5 đô mình đóng, ví dụ ha, 5 đô mình đóng và thua lỗ là ví dụ như thua lỗ của mình là 10 đô đi.
5 đô luôn. Ok, ví dụ vậy ha, 5 đô mình đóng luôn. Đó, thì âm 5 đô, chúng ta nhớ là thua lỗ, chúng ta nhập số âm vô nha anh em. Đó, nhập số âm vô, tức là âm 5 đô. Đó, là nhập bao nhiêu đó, âm 5 đô. Nhập số âm vô là mình biết thua bao nhiêu để mình biết nha, để nhắc nhở luôn. Chứ mình để anh em nhập số dương thì cũng được thôi, nhưng mà mình có dấu trừ phía trước để anh em biết là mình thua bao nhiêu để mình biết ha, mình nhớ nhập số âm. Rồi ok. Thì sau khi mình nhập như vậy, rồi xong rồi đấy. Nhớ qua bên đây chúng ta bấm vào Allow Trading và Allow DOL Import, đúng không? Chúng ta bấm vào hai khu vực này. Nếu tiếng Việt là gì đó mình cũng không biết nè ha. Đấy, chúng ta vào cái phần này là gọi là phần chung nè. Rồi chúng ta vào bấm vào khu vực này. Đó là cho phép nhập và trade. Đấy, rồi ok. Đấy, tiếng Việt thì chúng ta hiểu này rồi ha. Rồi chúng ta bấm ok. Ok luôn ha. Đó, rồi. Thế thì mình chỉ cài trong một một chạc thôi nha anh em. Đó, một chạc thôi. Rồi, bây giờ chúng ta cứ lấy điện thoại mà chơi. À, chúng ta cứ lấy điện thoại và chơi thôi. À, chúng ta cứ để máy ở nhà, hoặc là chúng ta để trên VPS hay gì đó tùy. À, chúng ta để máy tính ở nhà cũng được, hoặc chúng ta để trên VPS sao cũng được hết à. Nhưng mà phải có nha, phải có để đâu đó. Chứ nếu không nó không chạy đâu. Rồi bây giờ thì nó chạy rồi đó. Và nhắc luôn là anh em nhớ bấm Auto Trading. Và nhắc là công cụ này nó sẽ hoạt động trên mọi sản phẩm. À, đó. Rồi ví dụ nè, ví dụ bây giờ mình test trên chính bản thân nó trước nha. Đấy, bây giờ mình bấm sell, sell 0.1 luôn nha. Sell 0.1, buy 0.1, Ctrl+T. Đó, ui nó đóng mất tiêu rồi. Ui 0.1 là dễ lỗ 5 đô lắm. À, cho nên là nó đóng mất tiêu rồi anh em ơi. Vô phát là red, là để coi red EU là nhiêu vậy. Đấy, EU của mình bên mày bên mình là red đến 2 đô rồi anh em ơi. 2 đô bấm vô phát 0.1 là lỗ 2 pip à, 2 pip là lỗ 2 đô liền luôn. Bấm vô phát lỗ 2 đô liền luôn. Được quá. Đó, 2 pip là bấm vô phát lỗ 2 đô, bấm vô phát lỗ 2 đô. Anh em ạ. Rồi ok, để mình xem nhá. Đấy. À, đây, mình để có 2 đô anh em ơi. 2 đô là thoát đúng rồi. Mình dương 10 đô thì mình cắt âm 5 đô. Đấy, âm khoảng 7 đô thôi, cho RR nó cao hơn xíu ha. Đấy, rồi ok. Âm 7 đô là cắt và dương 10 đô là cắt. Đó, ví dụ vậy ha. Đấy, rồi mình bấm ok nha. Rồi. Ủa, nó cắt mất tiêu rồi. À, nãy giờ là thua bằng sao? 3 đô. 3 đô, 5 đô, 5 đô. Đó. À, mình cũng nhân tiện mình nhắc anh em luôn ha. Đó là chỗ này, ví dụ như mình muốn đóng 10 đô. 10 đô hoặc trên 10 đô thì bắt đầu từ 10 đô nó sẽ tiến hành đóng, mà khi nó đóng thì nó có thể do trượt giá các kiểu thì nó sẽ đóng hơn mình 10 đô, đây là ngon. À, đây là lợi nhuận tối thiểu rồi, tối thiểu hoặc là nó trong trong khoảng đó, à, trong đóng nó sẽ trượt giá các kiểu, lòng vòng đó đó nó có thể hơn một chút hoặc thua một chút. Tương tự, ví dụ thua lỗ, âm mình ghi là âm 7 đô. À, âm 7 đô nhưng đôi lúc nó chốt, khi nó chốt thì mình làm như mình âm khoảng 7,5 đô hoặc 8 đô, thậm chí là âm có 6 đô, ví dụ vậy. Có nghĩa là nó quanh quẩn đâu đó anh em. À, nó sẽ bị trượt giá đó anh em. Đó. Rồi ok ha. Rồi bấm ok, mình nhắc lại vậy thôi. Rồi lại nha, 0.1 đô, 0.1 là hơi bị nhanh á. Nó hơi bị nhanh á, nhanh lắm. Mình gọi 0.01 á. Đây. Đấy cho nên anh em mình rành chơi rồi thì 0.1 này là sẽ tốn tiền lắm rồi đó, cho nên mình chơi là 0.01 thôi, ví dụ vậy. Nhưng mà do mình đang muốn test cho nhanh cho nên mình để 0.1 nha anh em đừng có học theo. Đó, rồi 0.1. Đó, ok, mình vào buy một cái. Đó, khỏi phải SLTP gì nó cần vào sell cái luôn, để coi nào nào cắt. Cứ nào đến đúng điều kiện là nó cắt thôi anh em. Đó, mình đang test EU nha, EU. Đó, đúng điều kiện. Nhưng mà cái này mình để 7 đô là cũng lâu cắt lắm. Đấy, nó vào phát là mình âm liền 2 đô thế anh em. Vào phát âm liền 2 đô và âm liền 3 đô. Ok, để xíu nữa xem nó cắt không. Rồi bây giờ chúng ta thử xem là khi mà mình không kéo các sản phẩm khác hoặc là mình chơi tay thì sao. Đúng không? Đây, ví dụ như chúng ta lấy điện thoại hoặc là mình qua sản phẩm khác. Nhớ là nãy giờ mình chỉ kéo con robot kia đúng một chạc thôi nha anh em. Đó, một chạc thôi. Rồi bây giờ mình thử chơi sản phẩm khác coi. Đây, mình sẽ chơi ví dụ như mình chơi GU đi coi anh em ha. À, mình chơi GU xem sao. À, mình chơi GU như thế nào nhá. Đấy, GU. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi GU. Mà GU là red trên 3 luôn càng này. Đó. À, OT. Đấy, ra này. Mình cũng chơi 0.1 cho nhanh nha anh em. Một cái buy, một cái sell cho anh em dễ thấy.
Đó, GU nha. Đó. Đấy, GU có nghĩa là hoàn toàn không có robot trong đây, nhưng mà xem nó cắt không. Đấy. Đấy 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 đấy, xem nó cắt không nha. Mình đang để 10 đô và 5 đô. À, 0.1 cũng khá là lâu. À, chính vì lâu cho nên là mình để 0.1, còn anh em về nhà mình cứ chơi 0.01 hoặc là 0.02 thôi. Anh em chứ anh em mình để ví dụ anh em mình tính toán các kiểu gì đó, đúng không? Dựa vào indicator mà mình đã đưa lên ngày trước, nó cái indicator này anh em. Super Sino V7 nè. Đó. Ủa cái này ngon anh em à. Đấy cái này ngon ạ. Trôn T coi. Trôn nào. Đó, đây nha. Vào bài đến TB3 luôn anh em ơi. Ủa, xuống đây cái lên TB2, à, lên TB1. Đúng không? Lên TB 1. Đó. Thậm chí là nếu anh em mình để dòng 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 mà lên đến TB2 luôn. Xuống đây phát là chuẩn bị lên TB1 nữa nè. Ờ, ghê thật. À. Đấy, anh em để ý thấy cái tín hiệu ghê không? Rồi anh em mình cứ xài ha. Xuống đây phát là mình bay limit ở đây là mình lên đây mình phát ăn thêm lượt nữa. Ủa nãy giờ không đóng gì luôn ta. Đấy, ok bây giờ mình chuyển qua một sản phẩm, thêm một sản phẩm nữa đi, là gold, là vàng đi coi. Đấy, là vàng xem nha. Đây vàng. À, ví dụ đi, ví dụ tiếp tục mình lại bay tiếp. 0.1. Đấy, bay cái, sell cái. Rồi, tổng cộng mình đang là có 6 sản phẩm nha anh em. À, ok. À, có 3 sản phẩm vàng euro nhưng mà mình chỉ bật con robot đúng một cái thôi. Đó. À, hiện tại thì tài khoản của mình nó không cho chơi US chứ mình thử luôn cái chỉ số US luôn là ngon. À, US này nó không cho trade. Nó chưa cho trade. À. Rồi ok, thử xem nhá, thằng nào dương. Dương đó nó vừa cắt. Vậy là thằng đó không biết cắt âm và cắt dương nữa, để chúng ta xem nhá. Nó vừa cắt xong. Ồ, sao cắt cắt thua anh em ơi. Đấy do mình để 10 đô đấy anh em, nó sẽ cắt chênh lệch trong vòng âm, à, để 7 đô. Nó cắt chênh lệch trong vòng đó, chàng này cắt nhanh quá đúng không, đến 9 đô là đó. Đó khi mình để 7 đô là nó nằm trong vòng đó là nó cắt à, nó thấp hơn 7 đô là bắt đầu nó tiến hành cắt pop pop pop. Cho nên nếu anh em mình để cho nó ví dụ như mình muốn là cắt 7 đô thì mình có thể để 6 đô thôi anh em. À, ví dụ để 6 đô thôi, như vậy để 6 đô để lỡ nó cắt 7 đô 8 đô thì mình cũng lỗ ít hơn. Đó anh em mình hiểu không? Đó độ trượt giá đó, 0.1 là trượt giá nhanh lắm. Đó, nãy giờ không có là cắt dương hết buồn ghê ha. Đó, cùng buy sell mà lại cắt 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 trước thua trước. Xui, thui thật. Đó. Rồi anh em xem nhá, do mình để 7 đô còn TB mình để có 10, mình đến 10 lần. Đó. Rồi, vậy thì chốt lại cái sản phẩm này. Nó chỉ cho chúng ta là cắt theo số tiền đó, đơn giản chúng ta khỏi phải SLTP chỉ cho nó mệt. Khi chúng ta kéo con robot này vào rào rồi để lên VPS rồi thì chúng ta cứ yên tâm mà đi chơi trên điện thoại các kiểu thôi anh em. À, điện thoại các kiểu thôi. Đây ví dụ mình chơi điện thoại cho anh em xem nhé. Đây. Đây. Rồi, ok, bây giờ ví dụ mình chơi trên điện thoại cho anh em xem nhé. Con robot mình chỉ để trong đúng một chạc là chạc EU nha anh em, mà nãy giờ mình đang test là Gold và GU mà đang chạy bình thường. Đó. Ví dụ anh em muốn thêm một chạc khác đi. Đấy, mà cho anh em kêu mình đang gian. Rồi, mình sẽ để là ECXF xem nhá. ECXF mở thêm một chạc mới. Đó, trôn GO2. Đấy, phóng to lên cho thành cái nến thôi đấy. Đó, OT đó, ok đấy, đây là ECGF nha anh em. Bây giờ mình cũng vào một cái bài đó, một cái sale xem như nào. Đó, hiển nhiên anh em đừng chơi vậy nha, bài sale là nó lỗ chết đó. Rồi ok đấy, bây giờ trên điện thoại anh em thấy không, nó vẫn vào nè, nhưng mà bây giờ mình sẽ vào trên điện thoại riêng nha, mình vào trên điện thoại thêm hai trái nữa. Đấy, mình sẽ vào trên điện thoại sản phẩm này ra. Đấy, đây mình sẽ vào trên điện thoại là Uzi nha anh em. Đó, Uzi nha. Đó, đây Uzi lệnh mới 0.1 0.1. Đấy, để mình coi lại cái này có phải là cái demo không, mình phải vỡ mồm cái này rồi. Ok đấy, rồi đúng cái này demo rồi nha, 0.1 Uzi đâu.
Uzi nha, mình để 0.1. 0.1. Ok này nha, 0.11 luôn. Chơi luôn. Đó, một cái sale nè. Đó, là một cái bài ở đây. Uzi nha anh em. Đây trên đây anh em thấy Uzi chưa? Đây, Uzi nó vào đây thấy chưa? Đó. Đấy, ba xạ, ba sale loạn xạ đi. Uzi này, cho AU coi, AU lệnh mới luôn, 0.11 luôn, bài nè, đó. Rồi ok. Hiện tại mình đang thực hiện điện thoại hai cái nữa, đó là Uzi và AU. Trên đây không có Uzi và AU thấy không? Đó mà mình đang thực hiện điện thoại, anh em thấy chưa? Đấy điện thoại mình vừa thực hiện xong. Rồi mình coi nó cắt không nha. Đấy, thằng này 6 đô rồi sao chưa cắt ta? À quên, mình xin lỗi là 10 đô. Em đếm 10 đô. À, phải 10 đô nó mới cắt. Anh em xem 10 đô nó cắt không nhá. Yeah. Chà chà, 10 đô lo cắt quá. Yeah. 10 đô à. 10 đô không cắt hay nó xuống luôn đây này bạn. 7 đô rồi, 8 đô rồi, lên đi cưng. Đấy, 5 đô. Đó. Hy vọng lên được. Đó, vậy thì trong thời gian mà đợi nó cắt anh em. Nãy giờ nó cắt mấy cái cho anh em thấy rồi đó. Đó. Tức là cắt đúng cái số tiền đó hoặc là chênh lệch nhau một ít, do mình để 0.1 là độ trượt giá nó rất là nhiều nha anh em. Đó. Ví dụ mình để 0.01 thì cái việc mà trượt là ít lắm. Nó trượt đấy đấy, nó vừa cắt cái gì đấy trời. Nó vừa cắt chúng ta một cái đó là đây trong điện thoại mình thấy dễ hơn. Đó. Đó. Nó vừa cắt chúng ta cái ECF. Đó, ECF là trừ 6,5 đô. Tức là nãy mình để âm 7 đô. Ủa mình để âm 6 đô hả? Để mình coi lại nha, mình coi lại. Mình coi lại, mình để âm 6 đô đúng không? Đó, đúng rồi, âm 6 đô anh em. Hồi nãy mình chỉnh rồi đấy. Âm 6 đô thì nó cắt trong khoảng đó anh em, trong khoảng đó, lanh quanh trong khoảng đó. Rồi. Anh em mình xem qua nó cắt thằng vàng, mong cắt thằng vàng đi. Vàng 9 đô rồi anh em ơi, 7 đô. Ôi lên nữa, xuống nữa. Anh nãy giờ không thằng nào cắt dương hết rồi nha. Coi nhìn đỏ này. Ui giời xui thế. Đấy mình để 0.1 là nó cắt âm nhanh lắm. Đó. Dương thì nó cứ rừ 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 đấy, 10 vừa 10 kia. Vừa 10 mà nó chịu cắt. Đúng không? 10 phải hơn 10 một chút, đúng không? Hơn 10 một chút nó sẽ cắt anh em ạ. Đấy, hoặc là nó cắt chưa kịp thì nó xuống rồi. Đó, nó phải có thời gian thực hiện anh em. Cắt dương cái bù lại coi. Đây, đây nha anh em. Đó, vàng tăng 7 đô, 8 đô. Đấy. Rồi, trong thời gian đợi nó cắt. Đó, thì giờ chỉ còn hy vọng thằng vàng cắt dương thôi chứ mấy thằng kia là banh xác rồi. Đó. Thì trong thời gian đợi nó cắt thì mình nhắc đi nhắc lại đó là nó sẽ dựa vào cái mình sẽ kéo vào một chạc thôi nha. Anh em mình có thể để công cụ này nè, anh em mình có thể để ở VPS hoặc là để trong máy tính ở nhà cũng được. Rồi đây đây cắt dương này anh em ạ. À. Cắt dương vàng. Rồi anh em nhìn nhé. Đấy, cắt dương vàng được 16 đô. À, đấy thấy không? Mặc dù mình để 10 đô nhưng mà trên 10 đô nó sẽ cắt anh em. Đó, trên 10 đô nó sẽ cắt và độ trượt giá nó khá cao. Cứ trên 10 đô là bắt đầu tiến hành cắt, và khi trong quá trình nó cắt á và nó khớp lệnh á thì nó bắt đầu nó trượt giá, trượt ghê lắm anh em ạ. Đấy. Đó, thì yêu cầu của lệnh á là cứ trên 10 đô là cắt cho tôi, nhưng mà trượt giá các kiểu thì nó phải chênh lệch như vậy đó anh em. Đó, chứ để đúng 10 đô là còn không dễ đâu. Đó. Vậy thôi, đấy, anh em thấy 16 đô. Đó, ngon là nào. Đó, cắt được vàng 16 đô. Mấy kia lỗ chổng gọng luôn. Đó. Thì anh em về nhà chơi làm sao mà ở đây chúng ta đặt là 0.01 gì đó thôi. Xin lỗi, ở đây là cái số tiền nha. Còn đây nè, đúng không? Đây là cái số lot đó. Đó, anh em đặt 0.01 hoặc 0.02 gì đó thôi ha. Đấy. Đấy, ví dụ như 0.01 thì mình lỗ, mình đi 0.01 thì mình đi 100 bit thì nó mới lỗ chúng ta có 10 đô thôi anh em. Đó, 100 bit là suy ra là 1.000 boy đó. 1.000 boy là suy ra mới có 10 đô thôi. Đó. Mà lỗ 100 bit hơi bị khó á, đúng không? Đó cho nên hơi bị lâu á, lâu lắm mới lỗ như vậy. Cho nên là chúng ta cứ để mặc định như vậy đó, nó dễ tính hơn, khỏi phải SLTP gì đâu mà. Đó. Thì tùy thôi, anh em mình muốn để SLTP thì làm SLTP, còn nếu không là chốt theo số tiền. Thì con robot này kéo vô rồi thì chúng ta cứ yên tâm, lỡ có quên thì quên SLTP thì nó vẫn là người chốt. Đó.
Tuy nhiên nếu anh em nào mà SLTP mà có đặt SLTP mà vẫn có con robot này luôn thì điều kiện nào tới trước là nó khớp điều kiện nó trước nha anh em. Đó. Mình ví dụ nè, ví dụ nhá, ví dụ anh em mình đặt SLTP đi, mình nói ví dụ nè, ví dụ đi, thằng đây nha, mình để 0.1 của gold gold đi ha, gold đấy, đây mình để trong điện thoại, mình làm trong điện thoại đi. Ví dụ như gold gold nha anh em. Để mình nhắc lại các chỗ này luôn, mình để cho anh em hiểu luôn chứ không là anh em về làm mà tay máy là chết, chửi ông Vinh nữa là mệt luôn. Đó, ok à, đây ví dụ mình để 0.01 ha, bây giờ mình có SLTP ha, ví dụ mình để đây SL ha, SL là bây giờ mình gold đúng không, gold là chỗ buy đi, ok buy buy thì mình để SL là 19 1981 anh em à, 1981 đấy, ví dụ vậy. Đó, là dưới cái móc này nè, nếu mà xuống dưới cái móc này là coi như mình SL đó, ok nha. Đấy, và TB cũng vậy, TB mình để là 191892 đấy, 1892 sao không cho 1 ôi xin lỗi, đây là 1881 đó, 1881 và 1892 nha. Đấy rồi bây giờ mình bấm buy nha anh em, buy trong điện thoại luôn nè anh em, đó buy điện thoại nha, mình bấm buy một cái buy à. Rồi ok anh em thấy nè, đấy rồi thằng riêng thằng này là có SL và có TB đó anh em nha, có SL và có TB. Tuy nhiên SL nếu như SL này nè thì có nghĩa là chúng ta lỗ là đến cái chỗ 81 này, từ 87 đến 81 là chúng ta xấu, cho thằng này là 88 đi nha anh em, 88 là 7 giá đúng không, 7 giá tức là chúng ta lỗ 70 đô đó nè, mà 7 giá đúng không, 7 giá là 70 bit, 70 bit là 700 là 70 đô đó anh em. Đó, là chúng ta lỗ 70 đô đó. Đó, tuy nhiên là khi mà chúng ta nói là lỗ 70 đô. Đó, đó, đó. Sao nó không đóng ta? 18 đô mấy này. 18 đô mấy xong rồi 4 không đóng. Đó, đóng rồi anh em nha. Đó. Đấy, mặc dù chưa đến TB nhưng nó vẫn đóng anh em. Đó, mình coi nè, mình coi nè. Đó, nó đóng không? Đấy, đây anh em thấy chưa? Đây, đâu phải TB đâu, mà nó đóng về do con robot đó, và nó đóng ở cái giá cho ông ta là 1889 nha anh em. Đấy mình giờ đây mình coi đây vào điện thoại coi nè, đó nó đóng ở chúng ta, nó đóng ở một TB của mình á là 1892 nha anh em, 1892, tuy nhiên nó đóng cho ông ta là ở 1889 nha. Đó, anh em hình như nó đóng có hai giá thôi. À, nó đóng đúng hai giá, là vì sao nó đóng hai giá đó là vì mình để trong cái mặc định có con robot này nè, robot này nè mình để là 10 đô à, 10 đô là mình đóng rồi, mà do trượt giá các kiểu cho nên là 20 đô nó mới đóng kịp, cứ trên 10 đô là bắt đầu tiến hành đóng, mà nó đóng thì nó phải hỏi hỏi ông sàn à, nó đóng phải xếp hàng đợi đóng, đóng xong xong khi xếp hàng thì nó ngon nên được 10 đô nữa em ạ, hiền thế đó thấy không. Đấy rồi ok, đấy rồi bấm ok nha. Đấy thì có nghĩa là mình nói ở đây nè, ý mình nói ở đây là khi mình có SLTB và có con robot này thì điều kiện nào tới trước sẽ thực hiện trước nha anh em. Đó, điều kiện nào tới trước sẽ thực hiện trước. Ví dụ khi anh em đặt SLTB mà SLTB là nó xa ra, nó xa so với thằng 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 số tiền này thì thằng số tiền này nó sẽ thực hiện trước. Đó, còn nếu như ví dụ đi, ví dụ như anh em lại để TB ngắn thôi, TB có vài boy thôi. Thì ví dụ vài voi là tính ra được ví dụ 1 đô đi. Đó 1 đô đi, thì thằng TB trước nó sẽ TB và thay vì nó chốt TB thay vì nó chốt cái này. Đó. Vậy là tóm lại nhắc lại một lần nữa là điều kiện nào tới trước nó sẽ hoạt động trước nếu anh em mình có cài TB nha. Đó. Còn anh em nào mà không muốn thì cứ thì phải chỉnh lại nha, phải chỉnh lại. Đó. Tại vì con robot này nó xài cho đa sản phẩm luôn. Sản phẩm nào cũng được, nó chỉ tính toán các kiểu, anh em mình cứ chơi là 20 đô nó chốt, 20 đô nó chốt, ví dụ vậy. Còn nếu mà anh em nào thấy là SL thì đồng ý, tôi SL tôi để 6 đô thôi, nhưng mà TB là tôi muốn là TB theo cái giá của tôi, tùy sản phẩm.
thì anh em gõ nhiều lên, ví dụ anh em gõ 1.000 đô đi đó là không bao giờ nó chốt nữa. Không em à không phải, xin lỗi, là 1.000 đô nó chốt, nhưng mà liệu 1.000 đô ngon quá anh em. Nếu anh em muốn không chốt nữa, anh em gõ 1.000.000 đô đi đó, 1.000.000 đô đó, 1.000.000 đô đúng không? Đấy thì đúng 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 hơn 1.000.000 đô nó sẽ chốt đó, khi mình mà chơi 1.000.000 đô là giàu to rồi anh em ạ. Đấy ok không đó, đấy đúng 1.000.000 đô là chốt, thì đồng nghĩa việc là khó là không có anh em ạ, đúng không? Đấy rồi ok, vậy mình hướng dẫn dài nha cho anh em dễ xài ha. Rồi đấy, đây là cái mà mình nói. Ủa nãy giờ dương quá trời anh em ơi, buồn ngon chứ buồn. Ủa mới cách mới nói dương xong cái GU chút âm rồi đó, hai thằng này vẫn chưa đủ, hai này vẫn chưa đủ đô đúng không? Hai chưa đủ 10 đô cho nên ta chưa tiến hành cắt. Rồi ok, thì đó đó là công cụ mà mình gửi đến cho anh em mình xài thoải mái ha. Xài tẹt ga luôn, không có ngày tháng gì đây hết á đó. Đó anh em mình cứ xài toàn tẹt ga thoải mái. Rồi rồi thì đây là cái phần hướng dẫn cụ thể nhất về công cụ này, anh em mình đỡ phải đặt SLTP mà nó nói rõ luôn là đô luôn rồi đúng không, nó là đô luôn rồi đó. Còn anh em nào mới á, anh em người mới nào chơi á, thì tốt nhất đây cũng là một công cụ giúp cho những anh em mới chơi rất là hiệu quả. Anh em mới chơi thì cứ nhớ là cứ chơi 0.01 nha, chơi nhỏ nhất, chơi 0.01 đó. Đấy chơi 0.01 và mình sẽ đặt bao nhiêu đô đó, mình đặt bao nhiêu đô cắt đó, rồi anh em mình chơi dần dần anh em mình sẽ hiểu là boy bit nó tính như thế nào, và sàn này tính boy hay tính bit gì đó, rồi anh em mình từ từ sẽ hiểu. Chứ còn anh em mình mà cứ không rành chơi mà cứ đụng vô là sẽ rất là nguy hiểm vậy ha. Đó là cái phần một phần hai. Sau tập này anh em nào mà mình sẽ lâu lắm rồi mình chưa ra một bài lập trình thì mình nhân tiện bài này luôn, mình cũng gửi anh em thấy đến cái bài lập trình bài này luôn. Vậy thì hỏi là lập trình công cụ này lâu hay mau và khó hay dễ, anh em thấy nó hay không? Đó, khá là hay nha, nhưng mà anh em nghĩ rằng là lập trình khó lắm phải không và lâu lắm đúng không? Không đâu đúng không, rất đơn giản anh em và nhanh gọn. Mình sẽ lập trình, mình cam kết anh em mình lập trình trong vòng 1 phút và ra được cái này cho anh em đó, 1 phút thôi. Đó, tuy nhiên là trong tập mình sẽ để tập này ở tập sau nha, tập sau để tập mà tập lập trình á, sẵn hướng dẫn cho anh em cái bài lập trình luôn. Mặc dù là nói 1 phút nhưng mà mình cũng trong quá trình mình làm nhanh thì mình sẽ gợi ý cho anh em, sau đó mình sẽ gợi ý lại cho anh em. À, anh em ha, đấy mình chỉ cần 1 phút thôi là đủ để ra bài này rồi, là đủ để lập trình cái điều này rồi. À, vậy ha. Thì đó đó là công cụ đơn giản vậy thôi và anh em có thể tự làm được, rất là quá là đơn giản luôn. Rồi và cái bài lập trình đó mình sẽ để trong cái bài hướng dẫn lập trình cho anh em. Bữa nay mình có chút thời gian rồi là mình tranh thủ cứ ra dần dần bài lập trình cho anh em ha, dần dần những bài cơ bản, những bài cơ bản mỗi ngày lập trình là một con robot, một công cụ nào đó, nói chung là robot luôn anh em đó, công cụ nào đó, xong hết 30 bài công cụ gì đó là xong hết 30 bài robot với lại công cụ gì đó là mình sẽ chuyển sang vài bài về indicator, sau đó mình lên nâng cấp lên luôn MQL5 anh em ha. Đó rồi và anh chị em nào mà lần đầu tiên ghé đến kênh của mình thì mình rất vui khi mà đếm những cái like và những cái subscribe, những cái đăng ký của anh em mình. Anh chị em nào mà lần đầu tiên đến với kênh của mình thì xin hãy chừa ra khoảng 2 3 phút để ra vài giây để đăng ký. À, anh em mình đăng ký cái nút đăng ký ở dưới subscribe, đăng ký gì đó bên dưới và nhấn vào quả chuông bên cạnh để mình có ra clip mới thì sẽ gửi đến anh em sớm nhất anh em ha. Đó rồi, cảm ơn anh chị em rất nhiều, mong các anh chị em ủng hộ mình nhiều hơn. Ráng lên 5k sub trong vòng 1 tháng, trong vòng 1 tháng 2 tháng gì đó thì mình sẽ gửi tặng anh em rất nhiều công cụ, thậm chí những robot trade mà nó nhàn hạ hơn, nhàn hạ và kiếm tiền ổn hơn. Đó mình vẫn trai tiếng thần 16 anh em, mọi người la lối om sòm nhưng mà mình vẫn trai lời đều anh em ạ. Nó không có ăn nhanh đâu, nó ăn chậm 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 chậm, mà tháng mình vẫn cứ được là ít nhất cũng 5-10%, thậm chí 30%. Đó ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều, chúc anh chị em giao dịch thành công.